đầu 4 cái C mà mình đã phá rồi nghe mọi người. Đầu phá 4 cái C mình phá nó cùng rồi đó nghe mọi người. Không còn bán nữa, mình dùng để mình phá gel này. Mọi người xài nó có cùng thì đừng có vứt đi nha mọi người. Cuốn nha mọi người. Để chạy gầm với lại phá gel nha mọi người. Lesser, volume down. Đó, thấy mọi người. Phá gel 1 phút 30 giây là phá thiệt nha mọi người. Mọi người phá bằng cái đầu này nè. Mình đảm bảo với mọi người vừa nhanh mà nó vừa mịn cái mặt. Mình nó mặt móng nữa. Với trường hợp là cái đầu phá của mọi người nó cùng rồi nha. Nó bén là nó ăn bột ạ. Đó, đó mọi người. Thấy không ta? 1 phút 30 giây là có thiệt đó mọi người. Đây là cách mình hay phá bột, phá gel này mọi người. Đó. Chia sẻ thế.